Next one. Nguyên tắc là như thế nào? Thì nguyên tắc là tôi có một bệnh nhân đó là một cái kỹ sư về thủy động học. Thì ông ta nói rằng là khi mà làm cái ống nước nhà đó, thì cái ống nước khi đường vào phải lớn và đường ra phải nhỏ. Nếu không sẽ có những cái bubble, những cái bong bóng nước. Những bong bóng nước khi mà nó vỡ ra đó, nó sẽ tạo ra những cái chấn thương, những cái damage rất là lớn ở trong cái ống nước, mà cái ống nước này bằng sắt hay là bằng đồng. Next slide please. Đây là cái, đây là một cái hình mà dành cho các người thợ sửa ống nước ở Mỹ đó, chứ không phải dành cho cardiologist đâu. Mà rõ ràng cái bài này tôi lấy nhiều chỗ trong của cái, nó rất là dễ hiểu, vì đây là những cái bài dành cho người thợ sửa ống nước ở Mỹ. Và đây là cái, những cái chỗ mà nó bị bào mòn của cái ống nước trong cái hệ thống ống nước ở nhà mình đấy. Next slide please. Thì đây là cái slide quan trọng nhất. Khi mà biết, khi mà pressure mà nó đi xuống, mà nó xuống thấp hơn cái độ pressure vapor, và đây là vapor mình nói là CO2, nghĩa là carbon dioxide, khi mà nó xuống như vậy đó, thì lúc bây giờ là cái bubble, cái bong bóng nó sẽ mở ra, tạo ra bong bóng nước. Và sau đó khi mà cái nhịp huyết áp nó lên lại, thì là cái bong bóng nó bị vỡ, cavitation. Thế bây giờ hỏi rằng là bác sĩ tim mạch làm sao mình thấy mình tạo ra bong bóng nước được? Rất là dễ. Khi mình làm angiogram, mình cầm cái syringe, mình hút cái contrast agent, mình kéo nhanh, mình sẽ thấy rõ ràng bong bóng nước tạo ra. Nhưng nếu mình kéo chậm, mình hút rất chậm, thì lúc bây giờ mình sẽ không thấy. Đây là cái nguyên tắc cơ bản của bài hôm nay. Next slide please. Thì bây giờ hỏi rằng là ví dụ trong một cái tay, một cái văn hộp, thì tại sao mà khi mình mở nó ra thì bong bóng nó lại tạo ra? Và khi mà người ta làm cái nước Coca-Cola thì người ta bỏ pressure rất là nhiều vào, và lúc bây giờ nó đè nén các cái carbon dioxide, giống như là cái left ventricle contracts và ép các khí vào trong đó. Và khi mà cái máu đi ra và tới aorta, lúc giờ khi mà pressure đi đến chân thì pressure nó xuống, sẽ hạ xuống đi, nó hạ xuống. Lúc bây giờ thì bong bóng nó vỡ ra và tạo ra chấn thương. Next slide please. Thì cái burst đó nó giống hệt như là những cái bong bóng vỡ ở trong những cái ống nước ở trong nhà, hay là cái ống nước ở trong công nghệ. Next slide please. Thế thì bây giờ hỏi rằng là trong y khoa mình có dùng những cái ultrasound đó để mà làm vỡ cái gì hay không? Đây là một cái văn luân mới nhất để mà làm vỡ những cái calcium ở trong cái động mạch tim, gọi là lithotripsy. Next slide, lithotripsy. Đây là cái hình bên này là cái hình trước calcium, cái hình bên này là dùng ultrasound để mà làm vỡ các cái calcium ở trên cái động mạch. Và mình thích cái nữa, ví dụ như là bây giờ cái bệnh nhân mà bị sỏi thận, thì bây giờ người ta dùng lithotripsy, dùng ultrasound để làm vỡ cái viên sỏi thận, đó là ultrasound đó. Như thế cái bubble rupture ở trong coronary arteries. Next slide. Bây giờ đưa một cái ví dụ. Next slide. Thế thì bây giờ áp dụng vô cái coronary arteries thì tất cả mọi người khi mình làm angioplasty thì đều biết được là các chấn thương đều nằm ở cái outer wall, phía ngoài của cái artery. Đây là left main, left circumflex, LAD. Thì cái chấn thương lúc nào cũng nằm ở cái vòng ngoài hết của cái bifurcation. Next slide. Thì cái chuyện đó được giải thích bằng shear stress. Đây là cái hình ở phía dưới. Cái shear stress là mình thấy màu đỏ, đó là shear stress cao. Thì chỗ đó là không có cái chấn thương. Nhưng cái màu xanh đó, khi mà cái màu xanh hai bên đó, đó là low shear stress, thì là nó cái chấn thương nằm ở đó, cái lesion nằm ở đó. Thế nhưng mà shear stress không giải thích được. Và tại vì shear stress mình không có một cái dấu hiệu rõ ràng, cái measurement rõ ràng để giải thích được. Next slide please. Thế thì bây giờ tôi dùng cái phương pháp khác, dùng computational fluid dynamic và measure cái pressure và cái velocity. Cái velocity là cái speed của cái dòng máu. Thì mình thấy cái màu xanh đó
là chỗ đó là cái pressure nó cao. Lúc bây giờ đó là cái nếu mà đã có bong bóng ở đó, nếu đã có bubble, thì cái chỗ màu xanh đó là nó sẽ vỡ ra. Và cái màu đỏ đó là cái xíu đó rất là mau. Thì khi mau như vậy thì pressure nó thấp, thì chỗ đó là tạo ra cái bubble. Thì khi mà một cái bubble đi từ trong vén cái cổ ra ngoài tới LED, thì khi vào trong coronary arteries, coronary arteries là bằng negative pressure, nó khác cùng một bubble đi từ trong một vén cái cổ đi xuống chân là đi bằng đường thẳng, là đi bằng forward pressure. Còn khi đó cái bubble nó đi vào trong coronary arteries là đi bằng negative pressure, khác với đó. Thì cái chỗ đó là tạo ra cái bong bóng sẽ có ở chỗ cái màu xanh đó. Là cái chỗ đó cũng là pressure, nó bị cái pressure nó cao ở đó và nó bị vỡ ở chỗ đó. Khi vỡ ở chỗ đó nó tạo cái chấn thương nằm bên cạnh đó. Nhìn thấy cái hình kia là tại sao cái chấn thương nằm chỗ đó nó bị vỡ ra, và tạo ra cái khi mà nó bị cái bong bóng nó bị vỡ ra chỗ đó thì nó làm cho cái damage endothelium. Và nếu mà mình có hai cholesterol, cholesterol đi vào trong chỗ đó và tạo ra cái lesion. Đó là một cái là mình liên kết. Next slide please. Thế thì bây giờ nếu mà cái đường, nếu mà cái động mạch nó là cái đường cong, thì lúc nào cái low pressure nó bị vỡ ngay ở chỗ căng cái inner curve, là cái nằm phía trong đó. Và mình thấy bên kia là cái pressure, cái velocity đó, nó màu đỏ đó nằm ngay cái chỗ đó. Next slide please. Thế thì bây giờ tôi thấy tất cả các coronary angiogram mà chỉ có một lesion thôi, thì chúng ta đặt câu hỏi nếu bây giờ tại sao cái lesion nó xảy ra ở động mạch này, ở nhánh này mà không ở nhánh kia, tại sao ở circumflex mà không ở LAD hay không ở right coronary artery. Thì bây giờ mình nhìn thấy cái hình này, mình nhìn cạnh thứ nhất là cái động mạch, cái máu nó sẽ đi về hướng nào mà nhất. Cái động mạch càng to thì nó sẽ ít bị thương ở bên mặt nhỏ, cái nhánh nhỏ, đây là circumflex. Và nó sẽ bị ở phía ngoài, outer wall, không bị ở phía trong. Đó là cái luật số 1, mình đi tiếp theo. Next slide please. Cái thứ hai là cái đường, cái động mạch và đường thẳng thì không bị lesion, mà cái đường cong sẽ bị. Và tại cái đường cong nó bị turbulence. Thế bây giờ nói lại này, câu hỏi khi mình nhìn cái angiogram có một lesion thôi, thì mình hỏi tại sao ở xảy ra nhánh này không xảy ra nhánh kia. Thì tôi thấy cái luật số 1 là nhánh thẳng sẽ không bị mà nhánh cong sẽ bị. Nhánh cong bị là vì nó bị curve, nó bị turbulence và nó bị cái pressure đẩy lên để xuống như vậy đó, làm vỡ cái bubble. Cái thứ hai là cái phía ngoài của cái chỗ trên nhánh, cái cong không bị của phía ngoài bị, đó là luật số 2. Next slide please. Luật số 3, nếu mà bây giờ những hai cái này, cái trên kia là LAD, cái phía dưới này là circumflex, mình thấy được là cái circumflex nó đi cong. Và khi cướp một cái nhánh side branch nó làm cho negative pressure, and negative pressure thì cái bong bóng càng lớn và nó vỡ càng nhiều, thì lúc nào cũng sẽ vỡ trước một cái side, big side branch, giống như hình này. Thì trên LAD nó cũng bị, nhưng mà nó không nhiều bằng phía dưới. Cái thành ra vì vậy khi nhìn cái angiogram mình thấy là nói lại nhánh thẳng ít bị hơn nhánh cong, và cái nếu bị nhánh cong thì sẽ bị ở phía ngoài, và nếu ở phía ngoài từ bờ ngoài mà có một cái side branch thì lúc đó là một cái disaster. Đi tiếp theo. Next slide please. Thế thì bây giờ hỏi nếu mà cái động mạch đó mà không có nhánh nào hết, đi rất là đều, rất là smooth, thì cái lesion nó sẽ nằm ở phía xa và bị bong bóng đi từ trên đi xuống dưới, thẳng xuống dưới và nó vỡ ở hôm cuối cùng. Mình nhìn thấy đây là cái lesion nằm ở đó. Có thể giải thích tại sao mà cái lesion nó xảy ra. Thế bây giờ thì tiếp theo. Next slide please. Bây giờ mình thử, bây giờ mình lấy một cái angiogram mình thử nhìn một cái mới. Next one. Đó, bây giờ cái hình này, cái hỏi tại sao cái lesion nó không xảy ra circumflex, là vì rõ ràng nó rất là smooth và không có nhánh. Thì nếu mà bị lesion sẽ bị distal. Hỏi tại sao nó xảy ra ở cái LAD, là vì nó đường thẳng trước một cái nhánh kia, before a side branch, big side branch.
đó là cái gì rõ ràng giải thích bằng cái hay khó vậy, tại sao xảy ra thế này. Next one please. Đây, bây giờ cái thứ này, bên mình hình là cái right coronary artery nằm ở cái phía trong của đường cong, ngay phía dưới của đường cong, phía section of a curve, đó là cái hình này. Và nó nằm phía sau của xíu nữa, bên phía dưới nó có một cái lesion nữa mà nó không lớn bằng không, là tại vì cái bubble nó bị bể, nó bị vỡ ở phía trước, phía dưới như thế này. Next one please. Đây, cái này rất quan trọng. Đây là một cái hình rõ ràng mình thấy hôm nay. Nói lại, nằm ở side branch, out the wall và cái LED nó cũng bị. Cái gì hỏi được là, cái chỗ này là, tại vì tôi nói như vậy, thì nói là con người sinh ra anatomy, nó predispose, nó làm cho con người dễ bị cái chấn thương là do anatomy, do giải phẫu học. Cái câu này hỏi đúng không? Đây là angiography của một cậu bé 10 tuổi. Cậu bé 10 tuổi không có hypertension, no smoking. Cậu bé chỉ là anatomy nó predisposed, dễ gây ra cái chấn thương nếu bệnh nhân bị high cholesterol. Chính vì vậy high cholesterol rất là quan trọng. Nếu tất cả mọi người ngồi đây đều có thể bị coronary artery disease do anatomy. Nếu mình không có high cholesterol, mình sẽ không bị coronary artery disease. Đây là đáng là đây là một cái bệnh nhân 10 tuổi. Next slide please. Trường hợp này cũng là một cái trường hợp này cũng giải thích là exercise giải thích là tại sao bị. Next slide. Thế thì bây giờ hỏi nếu hai anh em song sinh và song sinh thực thì cái động mạch giống nhau. Nếu như vậy, hai người có động mạch giống nhau thì khi mà xảy ra cái chấn thương nó giống nhau hay không? Nếu mà theo cái theory lý thuyết của tôi nói rằng là người ta sinh ra do anatomy có thể tạo ra cái chấn thương lesion thì nguyên tắc là nếu cùng risk factor, cùng age, cùng tất cả thì chấn thương giống nhau. Next slide please. Đây là một cái hai cái angiography của hai người bệnh nhân song sinh, right coronary 100%, LAD một bên là 60/90 circumflex, rõ ràng là có một cái sự tương đồng giữa hai bệnh nhân song sinh có cùng một angiogram và cái chấn thương xảy ra giống nhau, rất là quan trọng cái này. Next slide please. Okay, thì như vậy mình mới giải thích tại sao nó xảy ra một cái bác. Một cái tác đó khi mà đã xảy ra rồi nó cũng bị bất bông như vậy, nó làm vỡ ra, từ đó mới làm cái tác lớn. Thì giải thích được tại sao cái tác nó càng ngày càng lớn chúng mình không thể biết được. Next one please. Thế thì mình hỏi tại sao người ta bị một cái bệnh gọi là intramural aortic aorta nó cũng vậy không, là do cái bất bông vỡ ra ở trong vùng của aorta. Next one please. Aortic dissection không phải không? Cũng là do cái bất ổn xảy ra. Hỏi tại sao nó xảy ra ở aorta? Thì tôi quá là aorta có những cái động mạch nó xảy chạy vào trong cái spine đó. Đến chỗ đó là cái curve đó, nó dễ bị vỡ thì nó sẽ làm ra cái dissection. Next one please. Thế thì hỏi rằng là spontaneous coronary artery dissection của người đàn bà mà bệnh nhất là người đàn bà thai dễ bị cái đó thì nó cũng là do cái bắp chân bắp cổ nằm ngay gần ở đất mình. Hỏi tại sao cái người đàn bà lại dễ bị cái bắp chân đó là vì do hai estrogen. Next one, để cuối cùng next one đó. Thế thì hôm nay tôi nói lại tất cả nói rằng là chỉ do cái hình này mà lại cái bắp cổ nó form khi mà pressure nó giảm xuống và cái pressure của cái CO2 nó thân đến là bây giờ là có bubble và khi mà nó ra khỏi cái vùng đó nó rupture và khi rupture như vậy nó sẽ tạo ra một chấn thương và với hai cholesterol nó sẽ đi vào tạo ra một cái lesion, những cái lesion nó lại bị rupture lần nữa do cái bubble làm ra cái nó lớn lên. Next one, next slide please.
thì giải thích rằng đây là một cái toán là giải thích luôn quá hay luôn thủ. Và tại vì cái bifurcation out of one, next one, đây là nói về cái vị trí dễ nhất và dễ hay duy nhất, như là sau một curve và trước một cái side này, cái chỗ đó là một cái chỗ rất là nguy hiểm để tạo ra một cái lesion. Và cái nếu mà cái tên động mạch đó, nhất là coronary arteries, mà không có bị sai vai gì hết, cái lesion nó nằm rất là xa và phía dưới là tại vì đến nơi đến cuối cùng thì là cái vị trí nó nhỏ, có thể bao gồm phải vỡ. Next one please. Và đây là một cái hình ảnh của cái đứa bé mà bị cholesterol chỉ vì sinh ra hydrolysis predispose the patient to have lesion. Khi bây giờ nếu mà high cholesterol lesion nó sẽ bỏ. Next one. Ở đây là nói về cái bệnh nhân song sinh, rất nhiều cặp song sinh đều có lesion giống nhau. Next one. Và điều này có thể nhận được. Next one. Next slide please. Thì giải thích tại sao mình có gọi là acute coronary syndrome, là vì mất bó nó bị vỡ tạo ra cái hoạt động và tạo ra cho cái lesion nó càng ngày càng lớn lên. Next one please. Giải thích tại sao intramural aorta. Next one. Giải thích tại sao có only spontaneous recession. Next one. Và cuối cùng, thank you very much. Xin mời Khoa Phạm Kha trực tiếp từ Bệnh viện Trung ương Cần Thơ. Xin chào cô, chúng tôi nghe thấy có gì không? Thank you.
không cần mặt không chắc dạ thì không cần mặt đâu cần đây 185 ai đã ai được làm nhưng mà cái này là tốt thì thôi cái này mà nhưng không phải là mình đang thay thì mà còn thì mình thì nghiên cứu hoàn toàn nếu PDPA mà đã đã thì như người mà không phải ASEAN mà còn cái PDPA mà là nhiều chưa cho đến khi mà nhà là vào thì tôi làm rồi thôi thì làm sẽ có những lúc thì tôi làm rồi dạ gái anh ban nghe chứ anh đặt tên em ban nghe Nhân. Chịu. Nghĩa chịu.